Hí xin chào mọi người, mình là Hoàng Mũ đây. Hôm nay mình đang có mặt ở công viên Yên Sở vào một ngày vô cùng đẹp trời. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện với các bạn về một chủ đề vô cùng thú vị. Đó chính là làm thế nào để có thể đi gimbal như một cao thủ. Vâng, và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn những tip thực chiến, hay có một cách khác gọi là thực hành đấy các bạn, trải nghiệm thực tế với gimbal nha. Thì cái tip đầu tiên và quan trọng nhất các bạn biết là cái gì không? Đừng cầm gimbal quá chặt các bạn ạ. Đây đừng cầm gimbal quá chặt, nó là gimbal không phải là kiếm đâu mà chém chặt này nhá. Đấy nhá. Các bạn cầm gimbal đừng có chặt quá nhá, nếu không cầm chặt các bạn sẽ bị rung như này này. Đó, cầm vừa phải thôi, không lỏng quá, không chặt quá, cầm lỏng vừa phải. Và tip thứ hai mình muốn chia sẻ đó chính là Ninja Walk. Các bạn hãy để ý phần tiếp đất của bàn chân. Hãy tiếp đất bằng gót trước, sau đó đến mũi, lặp đi lặp lại để ở chân bên đối diện là các bạn sẽ có một cú đi máy cực kỳ mượt mà. Và vừa rồi là hai tip mình chia sẻ dành cho các bạn. Đây sẽ là tip cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người. Theo mình nghĩ thì cái tip này sẽ là tip quan trọng nhất đấy. Đó là gì? Đó chính là các bạn hãy luyện tập và thực hành thật nhiều với gimbal của mình. Bởi vì chỉ có cách luyện tập và thực hành thật nhiều thì các bạn mới có thể sử dụng thuần thục được nó thôi nhá. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, hãy cho mình xin một like. Và hãy comment để góp ý cho những video tiếp theo của mình. Ngoài ra hãy nhấn nút đăng ký và ấn nút chuông thông báo để có thể theo dõi được những video cực kỳ hay và thú vị từ kênh Mr HoangMum nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người sớm thôi.